All right, we're changing O-ring in this thing, and it'll stop leaking. O-ring inside here. Mấy cái này á, ống hơi đồ xài này thì nó mấy cái nó có cái côn đó. Nó có cái côn nó không có xài cái dây này, hydraulic nó không có xài cái dây này. Sao bên đây xẹp?